Sau đây là kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5, ngày 6 tháng 4 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 3, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 4, 3, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 4025 1335 0639. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 6192. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 67800 76853 04779 65555 62906 29037 93037. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 42141 03702. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 91940. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 14434. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 2084447. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 2084447.